nghiêm cấm bạn ấy quay lại. Chị bà nhá. Hai số này 08 là cuối cùng. Số 1. Phản ứng nào sau đây không phải là ứng xóa cử? Thì phản ứng oxy hóa cử là phản ứng có sự thay đổi số xóa trong nguyên tố. Theo các bạn nhìn thấy là IB thì có tạo thành đơn chất oxy. IC thì có từ clo thành hợp chất. IG thì có oxy chạy thành hợp chất. Đây là B, C, D tất cả đều là phản ứng xóa cử mỗi lần. À. Trong cái ion sau đây, ion nào có tính xóa mạnh nhất thì nhớ là gì? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt lên sang số họ là A. Đúng chưa? Vậy tính xóa mạnh nhất là 3 cộng D. 3. Mà ta hoàn toàn 1,6 gram đồng bằng khí N2O3. Vậy ta có thu được ít mol N2 thì ta có đồng về là đồng thì đồng không nên đồng dương 2 là 2 nhân gần 2 nhân số mol đồng thì bằng 1 nhân số mol của NO2. Hoàn toàn đến đây thay đường. 2 nhân với 1,6 chia 64 thì bằng 1 nhân số mol NO2. Từ đây chúng ta tìm được số mol NO2 bằng bao nhiêu? Bấm máy tính. Không phải. Suy ra số mol NO2 bằng 0,5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu số 4. Như vậy xác không phải mấy chất nào trong sau đây trong dung dịch. 4. Kim loại sắt. Thì ta nhớ rằng là kim loại mạnh để kim loại yếu hoặc là muốn được không? Vậy là sắt để vào đầu. Sắt có tác dụng được với sắt 3 không? Không có. Sắt tác dụng được với bạc cộng, sắt đẩy vàng. Vậy chỉ có sắt không tác dụng với gì? Mà magie. Đó là đúng đáp án. Đây. Câu số 5. Quặng bauxit được sử dụng để sản xuất kim loại nào sau đây? Bauxit là nhớ lên bauxit tây nguyên. Quặng bauxit là A và A3 lợn nhóm nước. Vậy thì quặng bauxit được sử dụng để điều chế. Nhôm. Nhôm. Điều chế nhôm hàn. 6. Oxit nào sau đây là oxit axit? Thì ta có là CaO là bazơ, N2O là oxit bazơ, NRO oxit bazơ thì có gì? B, CLO3 là oxit axit. Và đây thì muốn ta nhớ là các bạn ứng CLO3 thật với nước thì nó ngay tức nó tạo thành axit. Axit này tồn tại cùng với nhau trong nguyên tử và không chuyển hóa. CL2 O7 và H2 CL. Axit được tồn tại cho cùng. 7. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi, nhôm. 7. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi, nhôm trong công nghiệp. Thế thì trong công nghiệp chúng ta điều chế natri, canxi và nhôm bọn này nó đều là các cái kim loại mạnh. Thì ta không thể sử dụng điện tâm dịch được, nó tác dụng với nước luôn. Không thể sử dụng nhiệt luyện được, nó tác dụng oxy luôn. Thủy luyện không được. Đây là các kim loại như trước nhôm chỉ sử dụng phương pháp điện phân nóng. Chẳng. Câu số 8. Thực hiện các thí nghiệm sau điều kiện thường. Khí A sụp khí H2S và dung dịch PbNO3 hai lần thì tạo thành kết tủa PbS, kết tủa màu đen. Cho COO và dung dịch nước thì thu được CaOH2 lần. Cho N2CO3 và dung dịch CaCO à, CH3COH thì ta thu được CO2 cộng H2O. Và cuối cùng là sụp khí CO2 dung dịch CaOH 2 lần ta thu được CaCO3. Vậy là cả A, B, C, D đều là phản ứng dạng A. Đó là những gì là phản ứng B, 4 thí nghiệm. Câu số 9. Để nó dễ như thế này mà. Câu số 9 ở điều kiện thường thì kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
Thế là điều kiện thường thì kim loại nào trong không phải những nước thì kali phản ứng natri phản ứng kali phản ứng chỉ có thằng nào Ferri là đúng nhất. D 9, 10. Đốt cháy hoàn toàn mờ gam sắt trong khí clo dư. Fe trong clo dư thì thu được FeCl3. Ta tìm được xong FeCl3 mà không phải có 4. Ngay lúc ta suy ngược lại được xong ăn sẵn. Không 4 nhân 1 chia 1 bằng 0.0 4. Thế đến đây cái đoạn toàn tìm được khối lượng của sắt. Lấy 0.04 nhân 5 thì 6 thì bằng 2.24. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 11. Những câu dễ là bạn chắc chắn đúng thì điểm nó mới cao. Và ta hoàn toàn 6.5 gam kém bằng 2.4 loại. Ta tìm được số mol kém bằng 0.1. Và ăn vô loãng thu được V với kilo. Sinh được kilo. Một kém sinh ra 1 hydro. Thì số mol này bằng 0.1. Đến đây tìm được V của hydro. 0.1 nhân 2.4 thì đáp án đúng đáp án A. A thì làm được tính. Câu 12. Thì hoàn toàn 4.8 gam Fe2O3. Fe2O3 số mol bằng 4.8 trên 160 bằng 0.03. Thì thằng này cho ra sắt. Khối lượng sắt thu được sau phản ứng bảo toàn nguyên tử nhân tố sắt 0.03 nhân 2 bằng 0.06. 0.06 mà nhân với lại 56. Khối lượng bằng bao nhiêu? 3.36. Bao nhiêu đáp án? Ta có cái câu chuẩn dễ này ta đã được và ta hiểu nó. Mà thầy nghĩ rằng chắc là các em nhiều đứa sai mấy cái cổ đồng này. Nguyên liệu của mình càng. Câu số 13. Cho 0.5 gam một kim loại hóa trị 2. Chú ý đây là kim loại hóa trị 2. Khối lượng là 0.5 gam. Ta dùng FeCl dư thì thu được 0.28 kg, ta tìm được số mol kg bao nhiêu? 0.0125. Mà ta chú ý rằng đây là kim loại hóa trị 2 thì nó sinh ra 1 kg. Vậy hoàn toàn nó suy ngược lại được số mol AZ 0.0125 thì mình 0.0125. Hoàn toàn đến đây thì mình phân tử khối lượng kim loại bằng 0.5 chia cho 0.0125 thì bằng 40 đó là gì? 14. Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Dây 15. Khí thiên nhiên dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện xứ đạn ancometic. Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là C4. 15. Yeah. 16. 4 điểm này. Sao má hoàn toàn 3.7 gam HCOOCH5. HCOOCH2H5. Số mol ta lấy 3.7 chia cho 74 bằng 0.05 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, NaOH đủ thì ta thu được là HCOONaOH. Số mol bằng 0.05. Vậy ngày tiếp ta có nhân với lại phân tử của ngày bằng 68 thì kết quả chúng ta bằng 84. Ta bằng như vậy. Đây 4 điểm. Câu 17. Câu 17. Cho các phát biểu sau. Số các biểu đúng. Ở nhiệt độ thường CO2 lần tan ở trong dung dịch glycerol. Nên chúng ta là glycerol chúng ta ăn cola kè chúng ta là một chuyện dĩ nhiên. Ở nhiệt độ thường CO4 phản ứng nước và rôm đúng thì nó có pCC. Tôi chắc là toàn CO3 thu được số mol CO2 và số mol nước đúng. Bởi vì anh này đang este. No đơn giản thì có. Glycerol phản ứng với NaOH, glycerol với nhóm CO2 thì chắc chắn phản ứng với NaOH. Chúng ta có là A, B, C, D đều đúng. Mười tám chất nào sau đây thuộc là amin bậc một. Chúng ta chú ý rằng là amin bậc một
chúng ta thì có dạng gì? R. Nó 2 nó bị thay thế một cái từ hydro. Vậy thì amin 1 chúng ta là CH3. N2 ta là đúng đáp án. C. Câu 19. Amino acidic trong phân tử có một nhóm N2 một nhóm CO2. Vậy nó có dạng là gì? R. N2 HOOC. Cho 26,7 gam lít phản ứng lượng dư HCl. Khối lượng này bằng 26,7 mà phản ứng với lượng dư HCl thì thu được muối, chẳng cần quan tâm muối nhiều là gì. Biết được khối lượng muối thì bằng 37,65. Vậy hoàn toàn đã có. Nhìn vào đây biết ngay dùng bằng khối lượng, nó tìm được khối lượng của HCl. Từ đây là tìm được số mol HCl. Số mol HCl là bao nhiêu? Không phải mấy. 37,65 này, trừ 26,7 được bao nhiêu? Trừ 35,5 bằng 0,3. Chúng ta chú ý rằng là trong anh này có một nhóm N2 và một HCl, vì vậy nên nó phản ứng nhau thì được là 1. Vậy ngay tức là suy được số mol amino acid bằng 0,3. Và hoàn toàn đây là suy ngược lại được phân tử khối amino acid. R cộng đầu COOC là 45, đầu NH2 là 16 thì bằng 26,7 chia cho 0,3. Hoàn toàn đến đây thì tìm được R bằng bao nhiêu? 28. 28 lấy 28 chia cho 14 thì là bằng 2. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ là gì? C2H4 đúng không? Hay là CH2. Tất cả 2 lần NH2 HOOC. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B của bạn. Câu 20, trong các chất sau đây chất nào nhiệt độ số cao nhất thì chúng ta chú ý rằng là axit sẽ là chất nhiệt độ số cao nhất, tại vì là nó luôn luôn có gì? Liên kết hydro. Nhớ thứ tự nha, cùng số phân tử carbon này. Axit lớn hơn phenol, lớn hơn ancol. Câu 21. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Cho CH3CO phản ứng với hydro. CH3CO cộng với hydro thì tạo thành CH3CH2O. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án. Câu 22, chất nào sau đây không phản ứng với dịch axit acetic? Không phản ứng được với dung dịch axit acetic thì axit acetic chúng ta nó có tính axit, nó phản ứng với tất cả các kim loại đứng trước hydro. Vậy đồng đứng sau hydro thì không phản ứng tạo nên đáp án chú ý từ không. Câu 23, quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn polymer, đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ví dụ như nước thì gọi là phản ứng gì? Trùng ngưng. Trùng ngưng nhớ là có giải phóng phân tử nhỏ khác thành polymer thì không. À, còn trường hợp thì không được. 24. Mốc 6 điểm. Phát biểu nào sau đây là sai? Sắt có trong hemoglobin, huyết cầu tố của máu. Đúng. Phèn chua được dùng làm trong nước đục. Đúng. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất. Sai. Và kim đi đi nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật làm không? Đúng. Vậy sai là C. 25. Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường. Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường. Đun nóng nhẹ N4Cl bão hòa trong môi trường đá mất. NaNO2 bão hòa.